Tương tự như lựu đạn tần đài, ta đều để lại ở đây rồi. Người đến sẽ giao cho các cậu. Ta và tiểu hổ chó sẽ đối phó xe lập binh đàn sói. Cậu Lâm hãy cử một số người đi cùng. Đó là hơn 1.300 con sói. Không, ta có bình trung vàng. Cho dù bị bầy sói bao vây cũng có thể dễ dàng thoát ra. Tất cả các người ở lại đây để bảo vệ man quân và bình tĩnh. Ước tính bình tĩnh còn hơn một giờ nữa sẽ đến. Các người phải phòng thủ cẩn thận. Lâm Mặc vừa đi không lâu, đại quân Mãn tộc đã đến thành. Nhưng trước sự ngạc nhiên của tướng Dây là người Mãn tộc không tấn công. Bọn man dọn này làm gì vậy? Làm sao không qua đây? Quả lựu đạn của lão tử đã không thể chờ đợi nữa rồi. Ta có chút khâm phục lòng can đảm của những người tiền nhiệm này. Chúng ta có 60.000 quân, còn dám ngăn cản ta. Chờ thêm chút nữa ngưỡng mộ bọn chúng đi. Lát nữa thỉnh tan rồi, ông sẽ không còn thời gian để ngưỡng mộ nữa. Vua sói đi tổ chức quyền sói tấn công lén lút. Ta sẽ đợi tin tức của ngươi. Vua sói nghe thấy lệnh và chạy vào núi, cố ý sẽ chết thì xuất hiện một tiếng sói hú. Lũ sói đang đến, muốn đánh lén, bầy sói chắc chắn sẽ đi qua đây. Tiểu hổ, ngươi và con hổ chó cái trốn đi. Chờ một chút. Lâm Mặc nhảy xuống lưng hổ. Sau một lúc, một vị vua sói mang theo một đàn sói bao vây Lâm Mặc. Số lượng thật không ít, nhưng lũ sói này chắc đều là nghe con sói vương chỉ huy. Vậy ta sẽ bắt vua trước. Nói xong, Lâm Mặc nhanh chóng hướng về phía Lang Vương. Cả đàn sói cũng vây quanh nó. Sau đó, Lâm Mặc mở kim trung chiếu bắt hết lũ sói ra. Lang Vương ngáo ngơ một lúc, Lâm Mặc lập tức tới bên cạnh Lang Vương đá cho nó phát. Thấy vua sói bị đá cho thừa sống thiếu chết, những con sói còn lại chạy toán loạn. Mấy con chó kia đều bỏ chạy. Mi có muốn cân nhắc nhận ta làm chủ không? Ta sẽ tha mạng cho Mi. Nghe thấy vậy, Lang Vương cúi thấp đầu. Chế phục Lang Vương xong, Lâm Mặc nhanh chóng trở lại miệng. Mà man dọ dưới thành vẫn không có động tĩnh tấn công. Rút lui đội trưởng Đinh Đại Tổ dài. Lang Vương đã đi lâu như vậy, sao còn chưa có động tĩnh gì? Không lẽ đàn sói đó đã hốc phải bà chết luôn ở đâu rồi? Theo kế hoạch của mình, đàn sói đáng lẽ phải vào trong thành từ lâu rồi. Khi những người lính nhàn nhã trên tường thành không giống như bị tấn công, chết tiệt thương hại. Vua sói bị bắt. Những con sói không có lệnh của vua sói, tất cả đều chạy trốn. Vua sói nào lại bị bắt? Bọn chúng đâu có biết ta muốn lợi dụng đàn sói tấn công không? Hơn 1.000 con sói bị đánh bại trong thời gian ngắn như vậy. Rút lui lập binh tộc trưởng hiện tại trấn kinh cũng vô ích. Người trước đây ngăn chặn đàn sói trong thời gian ngắn như vậy, quân đội trên núi chắc chắn phải khoảng 5.000 người. Đây là thời điểm tốt nhất để tấn công thành. Rất khiêu khích, nghe lệnh mặc áo giáp giơ khiên lên. Tấn công thành cho ta. Nhìn Mãn tộc cuối cùng cũng tấn công thủ quan, những người lính không hề sợ hãi, thậm chí có chút phấn khích. Cậu Lâm Man giờ phát động tấn công rồi. Bọn hắn đã vào khu vực ném lựu đạn. Chờ đã, cuộc chiến này chắc chắn sẽ thất bại. Vậy lần này sẽ khiến họ tổn thất nặng nề, để bọn hắn về sau đời đời tiếp tiếp thần phục Cửu Châu. Mặt tướng lĩnh mạnh, các huynh đệ vọt lên. Đại tổ mau có lệnh, người đầu tiên giết được Lâm Mạc thì về sẽ có thưởng. Nghe lệnh ta thì ném lựu đạn cho nổ chết bà chúng nó đi. Nghe lệnh, hàng ngàn binh sĩ ném lựu đạn vào đám đông Mãn Châu. Ngọn lửa sau vụ nổ lựu đạn thì áo giáp hay khiên, chỉ cần vài giây là lựu đạn nổ cho bay hết. Rất nhiều người man dợ đã bị lựu đạn nổ cho chết. Người Mãn thấy tình huống này nhanh chóng rút lui. Trận này trực tiếp Lăng Mặc không phế, một binh một tộc liền giết chết hơn 20.000 người Mãn tộc. Mãn tộc đã trốn thoát. Chúng ta ra khỏi thành đuổi theo không? Địa hình bên ngoài phức tạp, không có lợi cho chúng ta truy đuổi. Để mọi người nhanh tay nghỉ ngơi, một đội quân 5.000 người bình tĩnh sẽ đến sớm thôi. Tướng Dây Lăng Mạnh cầm đài, lát nữa lấy thái thú thân tín để dẫn quân đội bình tĩnh vào thành phố. Cậu Lâm, không phải cậu nói muốn đến bình tĩnh bên ngoài hải quan sao? Bây giờ Man Dợ đã rút lui, chúng ta có thể tập trung vào bình tĩnh, cho nên có thể yên tâm để hắn vào hải quan. Ý của cậu Lâm hẳn là để cho chúng ta giết chấn chắc mấy tên tặc tay liền có thể, không làm khó binh lính bên dưới. Thì ra là vậy. Nếu có thể hấp thu 5.000 quân này, chúng ta sẽ có 20.000 con ngựa, cũng liền có khinh thường tuần này quân vốn liếng. Không lâu, trần trang lãnh binh chạy tới, quan hạ hình đài, chào đón nhiệt tình. Tần tướng quân, ta đến đây theo lệnh của thái thú. Đây là thư của thái thú. Mời xem, trần tướng quân nếu có thư tay của thái thú đại nhân. Vậy tần mẫu nghe lệnh của đại nhân rồi. Mời trần chức trách ngập vào trong. Không ngờ lại vào đấy dễ dàng như vậy. Nhìn thấy tần thọ nói đúng, tần tài sẽ không phản bội hắn. Tần tướng quân không biết Mãn tộc đến nơi nào rồi. Các thủ lĩnh khác ở đâu? Người Mãn vẫn chưa đến. Các tướng quân hiện đang ở trên tường thành thương lượng biện pháp đối phó. Tôi sẽ đưa tướng quân đi. Trần Trác thấy binh lính của mình đều vào thành, có chút tự tin. Sau đó mang theo một đôi hộ vệ đi theo cầm đài lên tường thành. Nhìn thấy mấy vị tướng thái quan cầm thú đều ở đây, Trần Trác giơ cao cây kiếm. Các vị thủ quan tướng quân, đây là lệnh của thái thú. Chấp hành mệnh lệnh thái thú Thanh Lăng mà chờ. Nhanh chóng quỳ xuống nghe lệnh. Lời này vừa ra, cùng mấy người sắc mặt thay đổi. Họ là lính tướng sĩ, cho dù là hoàng mệnh đến cũng không cần quỳ xuống nghe lệnh. Các người biết hết rồi à? Sau đó Trần Trác lại nhanh chóng lấy ra một phần sách. Đây là thư bổ nhiệm của thái thú cho ta. Từ giờ trở đi, ta Trần Trác chính là đến đóng tay tướng. Các ngươi phải tuân theo mệnh lệnh của ta. Trần Trác cảm ơn ngươi đã gửi 5.000 quân tới. Giờ thì ngươi chết được rồi. Lời nói vừa rơi, Kinh Tai ở sau lưng một đao chém xuống đầu Trần Trác. Chết chờ biến cố làm hậu vệ sợ hãi. Trần Trác phản quốc tự chịu trách nhiệm. Ngươi muốn trả thù cho hắn sao? Phó tướng Vân Kỳ biết đây là Lâm Mặc đang cho mình cơ hội, sau đó nhanh chóng quỳ xuống đất đầu hàng. Tôi sẵn sàng theo lệnh của quận Lâm. Cậu Lâm thám tử đến báo cáo, kẻ man dọ nói bị đánh lui đã chạy về phía nam rồi. Phía nam là ai canh gác? Phía nam là Quỳnh Lai núi. Đi vòng đến trăm dặm rồi băng qua Mông Sơn và trực tiếp đến quận Lâm Quỳnh. Nghe nói nơi đó hiện tại đã bị trả lại vương Sở Hằng chiếm đóng. Sở Hằng thế lực rất lớn, là trong ba vị phản vương vây hãm thuộc quận. Người mạnh nhất Angola,
Nếu để Man Tử liên minh với hắn, tôi sợ cả chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Sở Hằng đã là hoàng tộc, chắc là không thông đồng với Man Dợ đâu. Sở Hằng không phải là hoàng tộc thật sự, chỉ là cũng họ Sở thôi. Hắn giả danh hoàng gia, tranh thủ đội ngũ thông đồng với người Mãn ở phía nam. Trong quân đội của hắn có 20.000 quân Tây. Nếu đúng như vậy thì rắc rối lớn rồi. Như vậy chúng ta sẽ không để hai tộc này liên minh với nhau. Hai tướng quân, ta muốn tấn công người Mãn trừ sâu tận gốc. Các cậu có dám ra trận với ta không? Tôi thể chết không bao giờ cãi lại lệnh của cậu Lâm. Trong gần 100 năm, người Mãn tộc đối mặt với ta, cư dân đều 10 phần cường thế. Họ chắc chắn không ngờ rằng ta sẽ bị đuổi khỏi trận chiến. Chúng ta có thể lợi dụng lòng khinh địch của họ, sắp xếp cẩn thận. Hiện nay tộc Mãn được chia thành hai phần, 60% trong số đó ở lại trong pháo đài Canada, 40% còn lại được phân phối ở núi Hố Xí. Hai người các cậu mỗi người đưa 3.000 người ra khỏi hải quan, đi về phía bắc vây quanh Thóa Mộc. Cậu Lâm muốn chúng ta chiếm đóng Thóa Mộc, xâm nhập Liêu đủ giả tượng. Thóa Mộc bên ngoài là nơi ở chính là Liêu tộc, đóng quân cùng Thóa Mộc tất nhiên sẽ khiến Liêu tộc khủng hoảng. Không tệ, Liêu tộc sẽ không bỏ mặc các cậu mặc kệ, nhất định sẽ phải quân bao vây. Các cậu chỉ cần thủ vững Thóa Mộc là được, không cần chủ động tấn công. Ok, Lô Đông cháu ơi. Cái gì? Có một đội quân xuất quan đang đi đến đây sao? Tiên nhân vì sao xuất quan? Và đó là tất cả những gì ta mang theo? Chẳng lẽ là lần trước đại chiến cho bọn chúng vũ khí? Hừ, thật sự là tộc ta dễ bắt nạt sao? Đại tổ dài, chúng ta đã mất nhiều người như vậy, cơ hội bây giờ chính thức trả thù. Có lẽ ngài có thể nhân cơ hội này đánh vào đến miệng, tránh khỏi chúng ta quần mấy trăm dặm đường. Thông minh có hạn, thủ đoạn vô biên. Bọn chúng về đến quan nội mấy ngày không có động tĩnh gì. Tại sao hôm nay lại đột nhiên dẫn quân ra khỏi hải quan? Đúng vậy, chuyện này của thật có chút kỳ lạ. Không thể hành động thô bạo, miễn là chúng ta giữ được bẩn kha, chúng tới bao nhiêu người cũng vô dụng. Báo cáo đại tổ dài, quân đội cũ không để đánh chúng ta. Bọn hắn hướng mở đất mộc. Bọn hắn đi mở đất mộc chủ thành. Bọn khốn này quá xảo trá. Chúng ta bị lừa rồi, lập binh đại tổ dài. Thóa Mộc không phải bị ngươi thiêu hủy sao? Không có giá trị gì ở đó. Bọn hắn đi thì đi, ngươi làm sao căng thẳng thế? Bác tinh đại tổ dài, nếu như Thóa Mộc đã rơi vào tay Lâm Mạc, giống như cả một que củi khô vào lỗ đít ta. Còn xin bác tinh tộc trưởng phái quân giúp ta lấy lại Thóa Mộc. Lập binh hiểu rõ, mặc dù bên trong pháo đài mộc cử đã bị đốt cháy, nhưng tường thành vẫn còn đó, chỉ cần chặn cửa hai bên. Như vậy muốn tấn công vào thì cũng khó. Lập binh đại, chỉ 6.000 năm trước, làm sao có thể hiếm được chiến binh dân tộc Liêu của Tiêu Vĩnh Thiện? Chỉ cần gửi 10.000 người, có lẽ quân đội Lâm Mạc nhất định sẽ bỏ thành mà chạy. Bởi vì ta lo lắng, đây là kế của Lâm Mạc để điều hổ rời núi. 6.000 người đó là một mối nhử. Cái gì là cái gì điều hổ rời núi? Lập binh đại có chút không hài lòng với việc đẩy lùi của Bắc Tinh Tử, nhưng cũng đồng ý cùng tiến lui. Hiện tại Liêu Trừng gặp khó hắn còn khoanh tay đứng nhìn, chắc là tên Lâm Mạc đã phát hiện ra ta đang định đi về phía nam. Vì vậy mục đích của chúng là Bần Khoa. Nếu tất cả chúng ta tấn công Thóa Mộc, ước tính Lâm Mạc sẽ lập tức đến tấn công Bần Khoa, cho nên lập binh đừng để bị lừa. Vậy thì ngươi ở lại thủ Bần Khoa, toàn bộ Liêu Trân chỉ có thể chiếm được Thóa Mộc, tuyệt đối không thể cho phép Lâm Mạc ở cửa tộc Liêu của ta. Thả một thanh lợi kiếm, tướng dây đưa người đến thành. Nhìn thành hoang vắng không khỏi tâm trạng nặng nề. Quê Mãn tộc đốt thành của dân chúng, thật đáng ghét. Nhanh tay nấu cho ta mấy mâm cúng, chắc lát nữa bọn giặc sẽ đánh đến. Ta sẽ cùng luôn tổ cha tụi nó ở mảnh đất này. Lâm Mạc ở phía bên kia với quân đội, đến hang động Bạch Lang mà sói trắng tìm thấy trước đó. Mục đích của Lâm Mạc chính là nhân lúc Liêu đủ tấn công Thóa Mộc, thì để đại đội quân toàn bộ xuyên qua động. Thưa chủ nhân, chúng ta đã đến đây hơn 1,0 người rồi. Đi qua hang động tiêu tốn nhiều năng lượng hơn. Tối nay chúng ta nghỉ chút đi, thuộc hạ đi tìm chỗ để nghỉ. Không cần tìm, sáu dặm về phía nam của lối ra hang động có một mỏ sắt bỏ hoang, cho mọi người qua đó đi. Tướng dây bên này giống nhau, dựa vào 6.000 quân mà Lâm Mặc đưa, đánh vật ra các cả đêm, tấn công 5 lần mà không chiếm được cái thành rách. Điều này làm cho Lập Đinh hơi tức giận, những người tiền nhiệm này cũng quá ngoan cường. Chẳng lẽ bọn chúng thật sự là triệt để hết tộc ta? Đại tộc trưởng, tôi có một cách để lấy Thóa Mộc. Nói xem phải làm gì? Đội quân Lâm Mặc sở dĩ có thể mỗi lần đều đánh tộc ta, chỉ vì trong tay có vũ khí thể bắn xuyên qua giáp chúng ta. Giáp bên lạc, nếu chúng ta đi tìm người bác mượn mấy gian phó đầm giáp, liền có thể nhẹ nhõm phá vỡ. Ông cháu nói đúng đấy. Hãy đưa 300 người đi trốn, tìm Bát Tinh đi mượn 3.000 bộ đường thưởng. Đại tổ dài, ước tính chỗ của Bát Tinh cũng là 4-5.000 bộ. Muốn nhiều ở chỗ Bát Tinh chưa chắc đã không có nhiều. Trước đây ta đã yêu cầu họ xuất quân, Bát Tinh từ chối một lần. Lần này chúng ta đi gọi giáp, ông ta chắc chắn sẽ xấu hổ khi từ chối một lần nữa, nhưng chắc chắn sẽ mặc cả. Các giới hiểu, tôi sẽ đưa người về Tăng Khoa. Về khoáng trận bên này Lâm Mạc, thông qua bản đồ sông núi, nhìn thấy một đốm sáng nhỏ rời đi. Lâm Mạc có chút nghi ngờ, nếu kẻ khiêu khích kiên trì tấn công, ước tính họ không thể giữ được 3 ngày. Nhưng lúc này, là binh cử người đến Tang Kho để làm gì? Di chuyển quân tiếp viện là không thể, khả năng duy nhất là tìm người mượn áo giáp để đối phó với gia cát liên nô của ta. Triệu Lượng, cậu đi theo tôi với 1.000 anh em đang nghỉ ngơi. Ba Sương Sườn sau khi mượn 1.100 bộ giáp, mang theo quân đội đến Tang Khoa. Khoa cùng Thóa Mộc ở giữa một vùng không người nghỉ ngơi. Đại ca, tôi vẫn không hiểu Lâm Mạc vẫn chưa ăn no sao? Tại sao phải đi chiếm Thóa Mộc? Bất kể mục đích của họ là gì, chờ khi giáp của chúng ta đến, dùng tay nhổ Thóa Mộc để tỏ lòng thành kính với các chiến binh của dân ta. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn ở thị trấn này. Nghe nói như thế Ma Sương Sườn cũng có chút cảm giác không ổn. Hôm qua khi chúng ta tới đây, có rất nhiều quả và chuột. Hôm nay ở đây quá yên tĩnh, nơi này không nên ở lâu. Mọi người nhanh chóng chuẩn bị lên đường.